Sáng nay ngày 14 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Đoàn công tác tới dự lễ khởi công khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên và thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác tới dự lễ khởi công khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên. Khu công nghiệp số 5 là một dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, có tổng diện tích khoảng 192,64 ha, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, nằm trên địa bàn các huyện Ân Thi, Kim Động. Khu công nghiệp có vị trí thuận lợi, tiếp giáp đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cao tốc cầu rẽ Ninh Bình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đề nghị chủ đầu tư khu công nghiệp số 5 tiếp tục tập trung, huy động mọi nguồn lực về vật tư, máy móc, thiết bị, con người, chuẩn bị kỹ càng về tài chính, đẩy nhanh tốc độ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu vượt tiến độ đã đăng ký để sớm thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào lấp đầy khu công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư, đặc biệt là đối với những dự án sử dụng vốn đầu tư lớn, có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững lâu dài. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đi tham quan cơ sở vật chất của trung tâm, nghe báo cáo về tình hình hoạt động của trung tâm và trao quà tặng vận động viên trung tâm, đội ngũ cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên, nhân viên, các câu lạc bộ, các cháu học viên, cầu thủ trẻ của PVF và câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tọa lạc trên diện tích 20 ha tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, với cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại, là một trong ba trung tâm bóng đá trẻ của châu Á được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xếp hạng 3 sao, mức đánh giá cao nhất của AFC. PVF hiện có 160 cầu thủ trong lứa tuổi đào tạo từ 12 đến 19, có 3 chuyên gia nước ngoài phụ trách chuyên môn kỹ thuật của trung tâm và đội 1 là câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân. Năm 2022, PVF đóng góp 1 cầu thủ và 3 cán bộ tham gia thi đấu giành huy chương vàng Đông Nam Á giải U23. Trong đó có huấn luyện viên Đinh Thế Nam, đóng góp 2 cầu thủ tham gia đội hình chính thức thi đấu SEA Games 2021, đóng góp nhiều cầu thủ và cán bộ tham gia các đội tuyển U16, U17, U19, U20 quốc gia. Năm 2023, PVF đóng góp 5 cầu thủ cho đội tuyển U20 quốc gia tham dự vòng chung kết U20 châu Á, đăng cai cúp bóng đá nữ quốc gia vào tháng 2 và vòng chung kết U17 bóng đá nam quốc gia vào tháng 3. Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn về Văn hóa Xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó tập trung nhiều vào các vấn đề còn vướng mắc liên quan đến nhà ở xã hội, nhà công vụ. Các đại biểu đã tập trung vào những quy định trong dự thảo luật đất đai sửa đổi về giải quyết việc làm và giải quyết sinh kế bền vững cho người dân ở khu vực tái định cư khi bị thu hồi đất, đất xây dựng nhà ở cho người lao động tại khu công nghiệp, nhà ở xã hội và nhà công vụ và một số quy định khác trong dự thảo. Một số ý kiến cho rằng với nhà công vụ cần quy định rõ ngay trong luật về thời hạn trả lại nhà sau khi người được nhà nước phân thuê đảm nhiệm chức vụ quyền hạn. Riêng với nhà ở xã hội, một số ý kiến cho rằng không nên theo cơ chế xin cho mà cần quy định rõ với các loại hình khác để tránh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi. Đối với người dân khu vực bị thu hồi, cần có chính sách cụ thể hơn về trách nhiệm của các địa phương trong việc bảo đảm sinh kế và đời sống cho người dân. Cải cách thủ tục hành chính về đất đai, phân cấp phân quyền cần hạn chế nảy sinh thêm thủ tục mới. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết là tính đến ngày hôm qua 13 tháng 3, đã có 7.979 lượt ý kiến của các tổ chức cá nhân trên cả nước góp ý đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Nội dung góp ý của các tổ chức cá nhân về dự thảo luật đất đai sửa đổi tập trung nhiều nhất vào các nội dung chế độ sử dụng các loại đất, quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Dựa trên các ý kiến góp ý, Tổ biên tập dự án luật đất đai sửa đổi sẽ nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật trước ngày 27 tháng 3, trình chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 1 tháng 4 năm 2023, báo cáo chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5 tháng 4.
Trong tháng 2 năm 2023, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ, Cục Quản lý Trại giam C10 đã tổ chức tiếp nhận 1.818 chiến sĩ thuộc Công an các địa phương của 61 trên 63 tỉnh, thành phố. Và theo chỉ đạo của Bộ Công an, năm 2023, Trung tâm sẽ thực hiện việc đổi mới chương trình huấn luyện đào tạo đối với các tân binh, lấy kỷ luật, kỷ cương làm nền tảng để rèn cán luyện quân. Chiến sĩ mới được tuyển năm nay cao hơn về số lượng và chất lượng. Nhiều chiến sĩ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các trường ngoài ngành công an nhân dân. Thực hiện chính sách của Đảng cũng có nhiều chế độ chính khuyến khích, như là các em có bằng đại học khá và giỏi là sau khi huấn luyện và hoàn thành tốt trở lên thì sẽ được tuyển lại trong ngành. Thì năm nay là tỷ lệ mà chiến sĩ có trình độ đại học cao đẳng cao hơn mọi năm. Mọi năm thì các đồng chí là trình độ cao đẳng trung cấp là chỉ khoảng 9%. Nhưng năm nay là riêng cao đẳng với đại học đã là 16,7% rồi. Và trình độ trung cấp 5,9%. Và năm nay là trình độ cũng đã cao hơn hẳn. Đây là một chính sách mà cũng là thu hút rất tốt với chiến sĩ nghĩa vụ. Sau thời gian 3 tháng huấn luyện, tân binh sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật. Ngoài ra, các tân binh còn được huấn luyện kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, biết sử dụng thành thạo một số loại vũ khí, trang thiết bị, nghiệp vụ cơ bản của những người chiến sĩ quản lý trại giam. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xin điều chỉnh thời gian đưa vào khai thác, vận hành đoạn trên cao dự án Metro Nhổn ga Hà Nội vào tháng 8 năm 2023, thay vì là cuối năm 2022 như kế hoạch. Theo kế hoạch điều chỉnh từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2023, tuyến đường sắt sẽ tổ chức giai đoạn vận hành thử cho 57 kịch bản, bảo trì theo lịch chạy tàu 3 ca một ngày trong cả tuần, dự kiến lịch vận hành thử trong 8 tuần. Sau đó, từ tháng 8 sẽ hoàn thành nhóm công việc nghiệm thu bàn giao, chứng nhận an toàn hệ thống trước khi đưa vào khai thác chính thức. Dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội có tổng chiều dài là 12,5 km, được khởi công từ tháng 9 năm 2010 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022. Tuy nhiên, sau 13 năm triển khai, tiến độ dự án mới chỉ đạt khoảng 75% và tăng tổng mức đầu tư từ hơn 18.000 tỷ đồng lên hơn 34.000 tỷ đồng.